Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình wallet để có cơ hội mua IDO token Hero với giá là 0.1 đô cho một token này các bạn. Thì dự án này là dự án của làm về game NFT như các bạn. Thì trên tờ Twitter của nó thì hiện tại dự án này là có 51.895 người theo dõi nè các bạn. Thì thông tin ở trên Medium các bạn vào đọc nha các bạn. Thì chương trình IDO này nó diễn ra vào, nó sẽ bán vào ngày 15 tháng 8 tới nè các bạn. Lao Sì Xôn 1.1. Tổng phân bổ là nó bán 2.4 triệu token nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video, mình đăng ký một tài khoản nha. Đây là làm nhiệm vụ để có cơ hội được lọt vào danh sách wallet để mua token dưới giá IDO các bạn. Rồi bấm vào sign up này các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email các bạn vào các bạn. Giờ này các bạn nào mua IDO rồi sẽ ít từ x2 đến x5 tài khoản đó các bạn. Rồi các bạn đánh mã QR cho xác nhận QR các bạn. Theo cá nhân của mình đoán gì thôi các bạn. Sau đó các bạn vào submit vô email, các bạn mở địa chỉ email của các bạn vào nè các bạn. Sorry các bạn, sau đó thì nó không gửi địa chỉ email thì bạn có nét ví của mình vào nè các bạn. Cho nó không gửi email ta. Vô thư gác đi. Rồi, không gửi email thì bạn bấm vào connect nè các bạn. Ok, nếu mà các bạn có nét không được thì bạn bấm vào bảo ảnh cùng, bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link này các bạn. Các bạn dán vào địa chỉ giấy chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chọn mạng BB Sebastian, các bạn dán vào nè. Bấm connect thôi các bạn. Thì các bạn dán vào thì bạn bấm vào sign in các bạn. Các bạn login địa chỉ email và password của mình vào nè. Rồi, các bạn bấm sign in nha các bạn. Rồi các bạn chọn hình ảnh xe đạp, nếu không có thì bỏ qua. Vô đi nước. Rồi các bạn bấm vào connect nè các bạn. Rồi bạn bấm kết nối nha các bạn. Ok wallet. Rồi bạn bấm qua ba cho anh cùng các bạn. Các bạn bấm vào IDO thứ cái. Ok, các bạn chỉ việc đăng ký danh sách trước vậy thôi các bạn. Nhiệm vụ có nhiêu là xong rồi các bạn. Vậy vào ngày 15 tháng 8 nếu mà có cơ hội mua được IDO này thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn mua IDO token Hero này sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo thì mình nhé.